cưa mấy bạn gái là mình dùng cái gì? Mình dùng lời nói hay là mình dùng ánh mắt cử chỉ hay là dùng gì? Thì thường thì mấy bạn cưa em. Đó là bảo đấy. À. Trời ghê chưa? Ghê. Thế ai là người giữ tiền nào? Giơ tay. Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. Sao em hay tự làm nhẹ lên mình? Dismen Clean and Fresh nay có thêm tắm gội 3-in-1 sạch dầu mới. Trò chơi buổi sáng thì chúng ta đã chơi, trò chơi buổi trưa cũng đã chơi xong. Dạ. Rồi chúng tôi đã thua. Hôm nay B-Ray hên lột với đội thắng, còn BDD xui lột với đội thua. Nhưng ngựa hay về cuối. Đúng, đúng vậy. Khúc cuối ngựa hay đuối. B-Ray thấy sao? Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy thì hay thì thắng chứ không phải hơn thì thắng mà. Bạn thì kinh rồi. Bạn thì khủng khiếp thôi, bạn nhất thôi. Bạn đỉnh cao, bạn 10 điểm. Trời ơi. Em hơn thua quá. Nè, tôi nói cho bạn biết nha, cái chương trình này á, thắng chưa chắc là sướng. Ừ. Cái chương trình thua này chưa á, chắc là khổ. Là buổi tối á, là buổi trưa á, là thắng là được ăn, thua là nhịn. Buổi tối thắng là được ngủ chỗ xịn và thua được ngủ chỗ tệ. Nhưng đôi khi xịn là một hình phạt đó. Đúng vậy. Đôi khi xịn là một hình phạt đó. Lúc nãy em cũng tưởng vậy, xong rồi cái em chọn team, em chọn đại bàng á. Đúng rồi, à, thì đó. Do là team mình có đầu não chiến thuật. Đúng rồi. Biết đi có vẻ trầm ngâm quá. Không, tại vì là em nãy giờ em đang mất nhiều nước quá. Em lần đầu tiên em đi quay mà giữa 12 giờ trưa nắng thì em mới thấy là cái sự vất vả của anh em dàn cast 2 ngày 1 đêm nó như nào. Công nhận là mọi người khỏe thật. Đi quay toàn giữa buổi trưa nha. Trời, 12 giờ trưa là bình thường, 12 giờ đêm tụi anh còn quay mà. Không, như 12 giờ đêm nó còn dịu anh. Nó dịu nhưng mà xung quanh nó có những người họ không nói chuyện. Không có tiếng vỗ tay hơn anh. Họ cứ nhìn và chăm chăm nhìn. Rồi lâu lâu những anh quay phim la sản nữa. Mấy cái người đấy là họ mặc cả cây màu sợi trắng đúng không anh? Không mặc gì cả, chỉ nghe tiếng và không nghe gì cả. Thấy gió là họ vui. Gió lạnh đằng sau nè. Thấy hiu hiu gió là hay. Ồ, về. Nhưng mà trời hôm nay cũng nắng vừa thôi, có 35 độ thôi chứ chưa nắng lắm đâu. Đúng vậy. Có những nơi còn nắng hơn nữa. Sao bằng chiến Ninh Bình chứ? Ninh Bình, bạn Rít Phan đã từng xỉu. Xỉu luôn à? Không, nghĩ là mệt quá thôi. Sắp xỉu. Sắp xỉu. Bị bí á. Bị nắng ở trên chiếu xuống cái sàn đá ở dưới, đá dưới nó hắt lên. Hắt lên, mặc bộ đồ cổ trang, nó ấp ủ. Từ đó về sau là hả, về nhà là nghe lời vợ hết tất cả mọi thứ. Nói gì nghe đó, dạ thưa không. Thì khả năng là sau chuyến đi này chắc là B-Ray với lại BDD là chắc cũng không có đi tham gia chương trình mà nắng vậy đúng không? Không, hiện tại thì bây giờ thì vẫn tốt anh ạ. Sau một nửa ngày thì vẫn ok, chắc là các game sau vẫn chơi được. Nhưng mà chưa biết cuối ngày sẽ như nào. Cuối ngày em sẽ ngủ ở trên bãi biển. Hả? Không mền, không gối. Em sẽ biết như thế nào là một đời. Hãy nghe Hiếu chia sẻ cảm giác Hiếu đã từng ngủ ở ngoài cái thúng giữa biển. Xin mời. Nói chung là gió nó thổi là rất là lạnh luôn, mà không có gì che chắn hết trơn á. Mà em cảm giác là tối nay là phải cho ngủ ngoài biển đó. Tại vì tới nơi có bờ biển rồi đúng không? Kinh trái này hả? Đúng vậy. Theo tôi dự đoán với những ánh mắt mà tôi thấy được của cái bạn staff bên sản xuất bên biên kịch á, là ánh mắt căm hờn. What? Là tối nay khả năng là cái đội thua sẽ ngủ ngoài biển mà cũng là chơi vơi đó.
Không có dạy nào bằng cái dạy này rồi. Vậy thì phải cố thắng cho bằng được. Bây giờ là nãy giờ 2-0 đúng không ta? Nãy giờ 2-0. Nãy giờ mình thắng hết đúng không? Nhưng mà tổng các là sẽ có tầm mấy game nhỉ anh nhỉ? Cái việc là chúng tôi á không tính tổng đâu, chương trình không tính tổng. Chỉ tính game thôi, ví dụ như game ăn á, mà thắng thì được ăn. Game ngủ mà thắng thì được ngủ ngon. Còn cái chuyện mà thắng hay thua thì ở cuối chương trình là có một cái phần thưởng gì đó. Quan trọng là cái ngủ đó. Quan trọng cái ngủ á. Chứ còn ăn cũng cần đâu. Mình quay nguyên ngày đó là mệt rồi, được ngủ mới ngon. Nhưng mà vẫn có thể là bị lừa đúng không ạ? Tức là vẫn có thể là đội thắng sẽ bị ngủ chỗ tưởng xịn nhưng mà hóa ra lại... Không, nó vẫn là xịn, xịn hơn theo con mắt của những người làm sắp đặt nghệ thuật. Còn nghĩ là xịn hơn nhưng mà với những người mà tiêu hao năng lượng và những người làm nghệ thuật với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là không phải. Quan trọng là mình có thích hay không thôi. Lần đầu tiên tôi đi... Tôi xin kể không phải. Cái đợt tôi đi quay ở trên Côn Thùm. Khách mời là Hồ Henie. Đúng rồi. Tới đó tôi về nhà là vào lúc 8 giờ đêm. Yeah. Ngày đó là ngày sinh nhật của vợ tôi. Yeah. Thì vợ tôi đã mặc đồ đẹp, xoa rê các kiểu lộng lẫy và giao con tôi cho cô vũ công trong rồi. Thì giờ tôi nói anh ơi, khỏi cần nói em, đêm nay sinh nhật của em, anh sẽ dắt anh đi một nhà hàng đẹp lung linh lộng lẫy. Hai chồng mình sẽ ngồi bên một ly rượu vang để gọi là nhiều ngày tháng bên nhau, là mình cứ có một cái ngày mình gọi là để con ở nhà mình chăm chút cho chiêu hai vợ chồng chút. Cái giờ tôi nói ủa vậy hả, anh đặt hết rồi anh đặt sẵn mà. Tôi nói vợ anh nói là thôi chờ anh 10 phút đi, anh lên anh tắm rửa anh thay đồ với lại anh chạy tóc cái mặc đồ cho anh đẹp xíu đi với em mặc đồ đẹp mà. Vợ nói dạ. Và 8 giờ sáng hôm sau tôi mới gặp lại vợ tôi. Ủa gì vậy? Lớn liệm luôn. Tôi lên tôi nằm cái giường nhà tôi thì nó quen cái giường mà. Tôi ngủ một phát tới 8 giờ sáng hôm sau. Khi tôi xuống thì nhà tôi không còn ai trong nhà cả. Khóa trái cửa. Vợ gà con tôi đã về ngoài. Vợ gà con tôi đã về ngoài. Đây là một câu chuyện buồn. Đó chính là cảnh tượng sẽ sắp xảy ra với gia đình BTD. Sợ quá. Còn gì Hiếu hả? Hiếu ai quên rồi ta? Không phải Hiếu hả? Ai mà về nhà ba mẹ nhận không ra quên rồi. Ai anh? À chị Minh Tuấn hả? Đi chơi game gì ba mẹ, ủa ai đây? Con là con này mẹ ơi. Ủa, thì ra là con. Đen quá. Mình giống đầy ái quá vậy. Hay một đêm đầy ái hả? Không, chương trình mình mời khách mời á, mời lần hai không ai lại hết trơn. Khóa máy chương trình luôn á. Khóa số chặn số luôn. À, có một người đó là đi xong về nằm viện 3 ngày, đó là Jun Phạm. Jun Phạm để kêu nước biển mà nằm viện 3 ngày. Ai sắc cũng nghỉ luôn, ngơi 2-3 ngày tại luôn. Tại do ngủ ngoài biển đó. À đúng rồi. À đúng rồi, Jun Phạm cũng chung với lại Hiếu thứ hai. Nhưng mà Hiếu là nó quen rồi. Khỏe. Sống bờ, sống bụi quen rồi. Sống bờ, sống bụi quen rồi. Em cũng đang ổn sẵn rồi, hôm qua em đã ở đâu. Vậy thì tiện có cơ hội đi bệnh viện thôi. Má tiện. Thấy đi bệnh gì? Em có bị bệnh nền không? Em có bị bệnh nền không? Hôm trước hôm qua là em cũng đi biển nên là em bị cúm với là bị họng. Nhưng mà rồi. Sao các em dược sĩ có gì em check cho? Sao các em dược sĩ có gì em check cho? Dược sĩ hả? Chuẩn bị thuốc cho mình đi nào. Hãy chuẩn bị thuốc cho riêng mình đi. Ok luôn. Thôi nói chơi vậy thôi chứ chương trình mình cũng có điểm dừng lắm. Khoảng 2-3 giờ đêm là mình dừng lại không quay hình nữa. Xong rồi mai sáng là 4 giờ quay. Rồi sáng 4 giờ mình quay tiếp. Dừng 2 tiếng đó. Thế thì cũng nghỉ, chương trình mình cũng nghỉ sớm nhỉ? Nghỉ 2-3 giờ sáng sớm. Đúng rồi. Ê, bị đây. Dạ. Dược em ở nhà có nói chuyện không? Em có nói chuyện... Em ở nhà một mình ạ. Ủa là có nói chuyện không? Nhà mình có nói chuyện không? Dạ không. Dạ có rồi, biết về. Ý là về nhà gia đình á. À dạ. Của mẹ á. Dạ em ít nói. Ý là thường thì em có nói chuyện kiểu bạn bè thân chơi với thân xíu thì em sẽ nói nhiều. Nói nhiều hơn xíu. Nói nhiều là cỡ nào? Dạ. Cỡ như tụi anh không? Cũng không tới đó đâu. Không tới đó là trời đất, con cái câu là câu chê câu khen gì? Không tới đó đâu. Không phải câu chê anh, câu chửi với mặt. Ý là em cũng làm người ít nói đúng không? Dạ em ít nói. Cái gì đáng nói thì nói. Ví dụ như hồi xưa mà khi em mới trưởng thành á mà em đi gọi là đi cưa mấy bạn gái là mình dạ. Dùng cái gì, mình dùng lời nói hay là mình dùng ánh mắt cử chỉ hay là dùng cái gì? Thường thì mấy bạn cưa em. Đó là bảo đấy. À. Trời ơi, ghê chưa? Ghê. Em có biết em có gì mà mấy bạn cưa không? Dạ. Em có biết là em có điểm gì mà mấy bạn cưa em không? Dạ, em chưa biết.
Chứ cưa không đổ hả? Dạ. Cưa có đổ không? Dạ. Mấy bạn đó cưa em có đổ không? Dạ. Thì... thì phải có chứ. Dạ, dạ. Tùy lưỡi cưa hả? Dạ, lúc có lúc không. Tức là thường là mấy bạn gái thích em trước. Dạ. Trời ơi. Là thích cái kiểu im im của em hả hay sao? Chắc là vậy á. Xong rồi em thấy nó cũng không? Ok nên em cứ im thôi. Ý là im là được cái thích. Em thấy nó dựng nên hoạt động tốt. Im là cái thích ồn, là cái không thích hả? Dạ. Ý là im là cái thích ồn, là cái không thích hả? Na 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 không phải gu đâu. Không, ý là nó là gì liền lắm hả? Mỗi người mỗi gu. Thì ra gái bây giờ vậy. Được rồi, từ đây tới số sau tôi không nói gì nữa. Alo, Phương hả? Ê, nhiều khi gái thích mình im nhưng mà nhà sản xuất không thích mình im đâu. Đúng rồi. Con gái thích đó, khi mà mình chưa lấy con gái về thì con gái thích mình im. Còn khi mà lấy về rồi là bắt mình nói để kiếm tiền đó. Đó, giống như anh bây giờ đó, phải nói. Phải nói để đưa tiền về cho vợ. Nhưng đó mà về nhà thì im. Về nhà thì phải im. Tại vì nói nữa tôi mệt lắm, ông im đi. Đó. Trời ơi, sao nghe đau khổ vậy? Đó là những gì anh truyền tải cho em. Đúng, đàn ông là phải linh hoạt. Hãy sống hết nửa đời người rồi hãy lấy vợ. Hãy đi theo con đường của anh Ngô Kiến Quy. Ủa? Em còn được tu tập. Trời ơi. Ý tính trên đây có 3 người có vợ, với 4 người có vợ. Anh Rick, Lâm với lại biết đi. À. Thế ai là người giữ tiền nào? Giơ tay. Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. What? Không ai vậy. Sao em hay tự làm nhẹ em mình? Chị hiển nhiên vậy mà còn dám hỏi. Hay cứ bắt người ta phải đưa thiệt. Điên khùng, điên khùng. Tính ra hồi xưa em quay với anh Giang cái chọn ai đây đó. Thời đó em còn giữ tiền đó chứ. Nhưng mà mọi người hiểu chữ giữ tiền không? Ví dụ em đưa cho người khác giữ tiền cho em thì sao? Thì có một ngày họ sẽ trả lại. Đúng rồi, còn anh là giờ anh lấy tiền nha. No return. Giữ và lấy khác nhau. Đúng vậy. Đúng vậy. Còn nếu như cái từ giang hồ thì ta gọi là cướp. Trời ơi. Giật. Phương ơi, em nghe rõ nha Phương. Về nhà anh thấy nhà cửa khóa tiếp rồi đó. Lại về ngoài. Thì thôi anh em mình chạm bán tới đây rồi mình tới một điểm mới ha. Yeah. Gì? Em có bị bệnh nền không? Em có bị bệnh nền không? Hôm trước hôm qua là em cũng đi biển nên là em bị cúm, nên là bị họng. Nhưng mà rồi. Sao các em dược sĩ có gì em check cho? Sao các em dược sĩ có gì em check cho? Dược sĩ hả? Chuẩn bị thuốc cho mình đi nào. Hãy chuẩn bị thuốc cho riêng mình đi. Ok luôn. Thôi nói chơi vậy thôi chứ chương trình mình cũng có điểm dừng lắm. Khoảng 2-3 giờ đêm là mình dừng lại không quay hình nữa. Xong mà mai sáng là 4 giờ quay. Rồi sáng 4 giờ mình quay tiếp. Dừng 2 tiếng đó. Thế thì cũng nghỉ, chương trình mình cũng nghỉ sớm nhỉ? Nghỉ 2-3 giờ sáng sớm. Đúng rồi.